Thưa quý vị, mới đây Facebook đã xác nhận rằng sẽ xem xét việc ẩn hiện thị uh, lượt like trên ứng dụng với các bài viết đăng tải. Tức là người xem chỉ có thể nhìn thấy một vài biểu tượng cảm xúc và tên của một số tài khoản có tương tác thay vì việc là ai cũng có thể nhìn thấy lượng tương tác hiện nay. Và điều này thì liệu có giúp mà hạn chế cái tình trạng mà chúng ta vẫn thường nói là câu like sống ảo của một số bộ phận uh, người dùng trên mạng xã hội không? và để trò chuyện cụ thể hơn về chủ đề ngày hôm nay trong chuyện hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trao đổi và ngày hôm nay đó chính là thạc sĩ Phan Anh chuyên gia về truyền thông vâng xin cảm ơn thạc sĩ Phan Anh đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay vâng như tôi đã thông tin mà trước đó và như anh cũng đã biết nút like là một cái biểu tượng rất là truyền thống của Facebook được dùng đi dùng lại rất là nhiều lần và nó được hiển thị ở trên mạng xã hội nhưng mà tại sao Facebook lại phải buộc phải phải hủy bỏ cái, cái tính năng cái nút like đấy ở trên Facebook vâng À, chúng ta có thể suy đoán một vài cái giả thiết như này thứ nhất là facebook thì cũng rất là thường xuyên họ cập nhật những cái giao diện cập nhật những cái tính năng mới thí à, dụ như là à, chúng ta có thể thấy là họ thêm những cái tính năng vào trong cái à, phần ứng dụng của mình hoặc là trong cái tài khoản quảng cáo họ có thể thay đổi các giao diện để làm sao cho nó thứ nhất là tạo sự mới mẻ thứ hai là một cái hình thức là đổi mới sản phẩm và thứ ba là dựa trên cái sự nghiên cứu về hành vi người dùng thế thì trong cái trường hợp này thì hiện nay là người ta có thể thấy rằng là có một số những cái tiêu cực khi mà rất nhiều người là lo lắng chăm chăm vào cái chuyện là một cái bài post của tôi là có bao nhiêu like và có những người mất ăn mất ngủ thậm chí những người khác mà thấy là cái người khác người ta làm được nhiều like nhiều xe quá nó cũng cảm thấy rất là sốt ruột và nó có tạo ra những cái cảm xúc tiêu cực và thực tế rằng là các cái nhà nghiên cứu về mặt về tâm lý học hành vi người ta có những nghiên cứu như vậy và À, đó là những cái lý do mà có thể là khiến cho facebook quyết định là đưa ra cái, cái việc là thay đổi này vâng à, tôi còn có một cái thông tin mà tôi cũng biết về cái hành vi của người dùng ấy là thông thường thì những cái post nào hoặc là những cái bài đăng nào mà hướng nó có nhiều like rồi vâng. thì người dùng sẽ có xu hướng là like a tức vâng. là like theo vâng. like theo cảm theo cảm giác là cái vâng. chỗ này là nó tin cậy nhưng vâng. thực chất lại không phải là như vậy khi vâng. mà chúng ta nhìn vào những cái nội dung ở bên trong thì hoàn toàn nó như là những cái thông tin thậm chí là có là bịa đặt thậm vâng. chí là những cái thông tin rác vậy vâng. thì liệu cái việc mà À, xóa bỏ cái 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 tính năng nút like này thì uh, sẽ giúp phần nào người dân sẽ cảnh tỉnh hơn trong vấn đề về xác minh những cái thông tin cũng như là tìm đọc những thông tin trên mạng xã hội ấy không? Uhm, theo quan điểm cá nhân của tôi thì để nói là để cảnh tỉnh được cái uh, cái tình trạng tin giả hoặc là những cái tin rác thì tôi nghĩ là không. À. À, bởi vì cái chuyện mà số like đấy nó chỉ là vấn đề về hiển thị về mặt con số, còn cái nội dung mà chúng ta chia sẻ thì nó liên quan đến cái vấn đề là cái nội dung đấy có được xác thực hay không, xác thực bằng cách nào, xác thực bằng công nghệ hay là xác thực bằng những cái à, sự hiểu biết của người dùng à, và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng tin giả nó rất là phổ biến do cái những cái nguồn lợi hoặc là do những cái cách người ta câu like, câu view đúng không? thì khi mà bớt đi cái hiện tượng này thì không có nghĩa là người ta sẽ không cần bởi vì bản chất là người ta vẫn cần những cái truy cập vào à. cái website để có được những cái nguồn lợi về về mặt quảng cáo à, hoặc như thế nữa là khi mà chúng ta mà làm mất đi cái số like đấy thì nó chỉ là về mặt góc độ hiển thị thôi còn các nội dung nó vẫn cần phải được chia sẻ à, người dùng vẫn cần phải tương tác chẳng qua là chúng ta không biết được là cái bài này có thực sự là được nhiều like hay không thế nhưng mà cái người đăng bài người ta vẫn biết là tôi cái bài này được bao nhiêu like tức là chủ nhân của cái bài post đó người ta sẽ được thống kê và lúc đó thì người ta vẫn sẽ phấn đấu bởi vì cái insight người ta vẫn nhìn thấy Vâng nhưng mà tôi lại nhận thấy một cái điểm khá là cầu kỳ trong khi mà những người sử dụng Facebook ấy thường thì họ khi mà họ đăng ảnh cá nhân của vâng. họ hay là một cái sở thích nào đó lên trên mạng vâng. và cái mà họ mong muốn không phải là cái cái mà họ nhìn thấy cái việc là vâng. mình có bao nhiêu like, bao vâng. nhiêu share mà là vấn đề là họ rất muốn cái người khác tức người thứ ba nhìn thấy là họ đã vâng. nhận được bao nhiêu like, bao nhiêu share thì đấy mới là cái điều mà những người dùng ở Facebook chúng ta vẫn hay nói cái cụm từ là sống ảo nó vâng. là như vậy. Vậy thì liệu chăng là Uh, nó có làm giảm đi cái sự hứng thú của những cái người với mong muốn sống một cái cuộc sống ở trên uh, được mọi người ghi nhận được mọi người tán dương ở trên Facebook vâng. hay không? Vâng. Uh, tôi nghĩ rằng là mỗi một cái sự thay đổi nó đều có tác động hai mặt vâng. và trong trường hợp uh, đặt vấn đề này thì tôi nghĩ nó sẽ có những cái tác động nhất định bởi vì trước đây ví dụ như một cái bài post của tôi đưa lên hoặc là một cái hình ảnh tôi đưa lên có thể có hàng nghìn thậm chí hàng vạn lượt like thậm chí là có hàng triệu lượt like đối với những cái ngôi sao đúng không ạ vâng. và điều đó là làm cho tôi rất là phấn khích và bây giờ thì khi mà cái những cái khách hàng hoặc là những cái người bạn hoặc là những người mà fan của tôi bây giờ không thấy những cái này thì thực sự là đó cũng là một cái cái tác động và chính vì thế cho nên là Facebook có xem xét về chuyện đó và cái tác động một cái chuyện mà bỏ hiển thị cái số like đấy nó có tạo ra được nhiều cái tác động tốt hay không nếu như mà nó không tạo ra được nhiều cái tác động tốt thì thậm chí một vài thời gian sau nó lại cho quay trở lại bởi vì công nghệ nằm trong tay họ à, tuy nhiên thì có làm giảm đi cái số lượng người sống ảo hay làm cái cách thức hay không thì tôi nghĩ rằng là sẽ rất là khó nói bởi vì thực tế hiện nay chúng ta vẫn cần mạng xã hội vẫn cần Facebook và các loại hình khác để mà chúng ta thể hiện cái bản thân của chúng ta để Đúng. chúng ta có thể là nói chúng ta là sống ảo hay chúng ta sống trong một cái môi trường mạng hiện nay thì Facebook bỏ nhưng mà các cái nền tảng khác họ chưa bỏ thì chúng ta vẫn có thể là là thống kê thông qua những cái nền tảng khác Vâng, nếu mà chỉ nghĩ đơn đơn giản mạng xã hội chỉ là một nơi để mà chúng ta chia sẻ những cái thông tin về cá nhân hoặc thậm chí là một chia sẻ một cái gì đấy mang cái tính cộng đồng thôi thì cũng chưa đủ. À, vì tôi được biết là mạng xã hội cũng là một cái nguồn, một cái miếng đất để mà giúp rất nhiều streamer giúp rất vâng. nhiều người có ảnh hưởng trong xã hội à. họ kiếm tiền ở trên những cái công cụ như vậy vâng. thì liệu liệu chăng là cái việc mà tắt cái tính năng này đi thì nó có làm nó làm giảm cái doanh thu của họ hay không hay là cái công cụ để mà họ kiếm tiền ở trên các mạng xã hội? Không? Vâng, à, cái này thì tôi nghĩ là sẽ có một cái sự ảnh hưởng, à, cái mức độ ảnh hưởng đến đâu thì chúng ta còn phải xem. Thí à, dụ như là khi mà tôi chạy một cái bài quảng cáo trên fanpage và một cái bài quảng cáo đấy nó có nhiều like thì như vậy những cái người like tiếp theo người ta cũng có cảm giác tin tưởng hơn à, thứ hai nữa là những cái bài mà khi mà tôi live stream của các streamer đấy wow. à, tôi chia sẻ về các nội dung thì có nhiều like hoặc là có nhiều tương tác thì cũng sẽ dẫn dụ được khách hàng thêm cái đấy là tôi hoàn toàn đồng ý tuy nhiên bây giờ nó sẽ không hiển thị thì bắt buộc lúc này là những cái nhà quảng cáo cũng như là các cái streamer hoặc là những cái người bán hàng người ta sẽ phải hướng tới những cái nội dung thực sự có chất lượng và người dùng như chúng ta thì cũng sẽ phải xem xét về cái chuyện là nội dung nào thì thực sự là chất lượng và nội dung nào thì là không chất lượng à. và tôi nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến đến cái hoạt động quảng cáo bán hàng và kiếm tiền của à. những cái người tham gia vào cái hoạt động này và có một sự thật là tôi phải khẳng định luôn là nó nó khá là trần trụi ở trên mạng xã hội có nghĩa là Thông thường thì uh, một cá nhân hoặc là một tổ chức nào đó khi mà đăng tải lên thì những hình ảnh mà chia sẻ với mọi người đều là rất long lanh. Vậy. Tuy nhiên thì đấy khi ừ. tuy nhiên thì khi mà vậy. chúng ta gặp ngoài đời thực thì chưa phải là như vậy. vậy. Và đôi lúc của chúng ta bị sốc, vậy. chúng ta bị sốc khi mà chứng kiến những cái hình ảnh nó không nó không thực sự thật vậy. so với những hình ảnh mà uh, mọi người đăng tải trên các trang mạng xã hội được tung hô, được vậy. like, được share này kia. thì Vậy thì liệu phải chăng? rất nhiều người đã 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 kêu gọi là sẽ t t t xóa bỏ các cái tài khoản mà mang cái tính chất vâng. nó gây một cái ảo giác ở trên mạng trên vâng. xã hội như vậy thì quan điểm của anh Phan Anh thế nào về điều này? Vâng. À, nếu mà mọi người mà kêu gọi về việc à, xóa tất cả những cái mạng tài khoản mạng xã hội hoặc là không sử dụng mạng xã hội thì tôi nghĩ đó là một cái quan điểm của một nhóm nhỏ và và đó là một quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân của họ. À, thực tế thì xu hướng phát triển à, trong khoảng 10 năm, khoảng 15 năm trở lại đây nhờ có internet, nhờ có điện thoại di động thông minh và nhờ có các cái công nghệ về 3G, 4G thì chúng ta mới được hưởng cái thành cái thành quả từ mạng xã hội như vậy và số lượng người dùng rất là lớn trên toàn cầu. À, thí dụ riêng Facebook là có khoảng 2,6 tỷ người dùng hiện nay, con số nó có thể dư dịch một chút thì cho thấy rằng là không phải tự dưng mà các cái mạng xã hội nó lại trở nên hot như vậy. À, nó là một cái công cụ rất tốt để chúng ta giao tiếp với nhau. Nó cũng là một cái công cụ rất tốt để chúng ta có thể tiếp cận với khách hàng để bán hàng, để xây dựng thương hiệu. À, để mà nói là xóa bỏ đi thì tôi nghĩ rằng là rất là khó và với phần lớn những người khác thì người ta sẽ phản đối điều đó bởi vì người ta có rất nhiều lợi ích ở trong đó và theo quan điểm của tôi nữa là cái việc mà chúng ta sử dụng cái mạng xã hội này làm sao cho nó chuẩn mực đưa ra được những cái tiêu chí để mà người ta đăng hình đăng tải những cái thông tin hoặc là like hoặc là share những cái thông tin nó phải chính xác nó phải tốt đẹp thì sẽ tốt hơn rất nhiều là chúng ta À, tiêu cực đến mức là chúng ta xóa hẳn nó đi bởi vì thực tế rằng là tôi và anh hoặc tất cả mọi người đều nhìn thấy rằng là chúng ta là có những cái lợi ích rất là lớn à, không thể phủ nhận rằng là anh thấy rằng là những người bán hàng online ừ. à, hoặc là những người nông dân ở địa phương họ có thể sử dụng facebook họ live stream họ giới thiệu về một cái sản phẩm nông sản hoặc là một cái sản phẩm thủ công mà họ đã làm được và thực tế ở việt nam hiện nay là cũng có rất 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 nhiều người đang bán hàng online thành công và từ đó họ có một cái cơ hội kinh doanh và họ có thể làm thay đổi cuộc sống à, cái của gia đình họ và điều đấy tôi nghĩ rằng rất tốt là chúng ta Đúng hãy là... khai thác những cái mặt tốt của nó và hạn chế những cái mặt xấu thay vì chúng ta tiêu cực tới mức là ok tôi phải xóa nó đi Đúng không ạ. vâng rõ ràng là cái 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 lượt like nó thể hiện không chỉ là vấn đề về con số nó thể hiện là cái sự uy tín khi Vậy. mà một người nào đấy hoặc là một uh, là tổ chức nào đấy đăng tải một thông tin và nhận được cái sự phản hồi và khi mà những người thứ ba tức là ví dụ như là một người khác khi mà nhìn vào đấy thì họ sẽ cảm nhận thấy là đây là những cái thông tin mà hoặc là đây là một cái sự kiện thì nó xảy ra mang tính chất là phản ánh đúng uh, liệu rằng uh, tôi đang băn khoăn một chút là cái uy tín nó sẽ có bị hạ giảm không nếu mà người ta sẽ không để ý những cái điều ở lượt like được thích đấy ạ? vâng Uh, tôi nghĩ vẫn như tôi nói từ đầu được. là nó có một chút ảnh hưởng nhưng mà ví dụ tôi quay lại với website chẳng hạn thì thực tế hiện nay như khi mà anh truy cập vào một cái website anh cũng không biết được là cái website đấy cái bài viết cái đường link đấy là có bao nhiêu lượt đọc ừ. ví dụ như anh xem một cái trang báo điện tử thực tế anh đọc anh không biết được bài đấy đã có bao nhiêu người đọc đúng không ạ được. nhưng anh vẫn truy cập bởi vì nó đem lại các cái giá trị về thông tin cho anh và thực tế rằng cái việc mà không hiển thị số like tôi nghĩ rằng trong thời gian tới nếu facebook áp dụng và và chạy được một thời gian dài mọi người sẽ quen với nó và lúc đó mọi người sẽ đi tìm kiếm những cái nội dung có giá trị bởi vì khi tôi viết bài hoặc là khi tôi chia sẻ những thông tin mà có giá trị với người dùng giúp ích được cho mọi người hoặc là uh, những cái thông tin hoặc những cái tài liệu quý đúng không ạ thì hoàn toàn là người ta vẫn sẽ bấm like uh, theo phản xạ hoặc là người ta có thể thả những cái cảm xúc khác ở trên facebook uh, rồi thì người ta vẫn có thể có cách là bình luận À, lúc đến không đo được bằng like thì tôi sẽ đo bằng comment vâng. à, lúc này tôi sẽ kêu gọi là mọi người hãy comment thật nhiều vào để <laughs> thể hiện là bài viết của tôi là được chất lượng đúng không ạ vâng. hoặc là share tôi sẽ kêu gọi mọi người chia sẻ đó ngoài ra thì như tôi nói về website thì cái cái nội dung chất lượng là nó sẽ là yếu tố quyết định để thể hiện rằng là cái uy tín của người viết hay là của cái thương hiệu đó vâng ạ vậy thì đối với một 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 nhóm bộ phận thì chúng ta đang nói một nhóm bộ phận thì khi uh, khi mà họ đang 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 chìm đắm vào trong mạng xã hội với Đấy. cái kiểu sống ảo như vậy thì Đấy. khi mà chắc chắn họ sẽ bị những cái cú sốc uh, phát sinh Đấy. khi mà Facebook sẽ tắt cái tính năng như vậy Đấy. thì với là một chuyên gia về truyền thông thì anh Phan Anh có những cái lời khuyên nào dành cho họ không ạ? Dạ vâng. Uh, thực ra thì tôi nghĩ rằng là với bất kỳ một cái tính năng nào của Facebook thì trước khi họ đưa ra, họ cũng đã đều có một cái sự thử nghiệm ở quy mô nhỏ ở mỗi một cái khu vực hoặc mỗi một quốc gia, đấy là cái cách làm rất thận trọng của họ rồi. Và họ phải đánh giá được rằng là cái phản ứng của người dùng như thế nào. Và khi mà người ta thấy rằng là cái phản ứng tốt thì người ta mới bắt đầu áp dụng nhân rộng nhân rộng. Và trước khi đó người ta cũng đã thông báo cho những người dùng rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà shock đối với những cái người dùng như chúng ta thì nó cũng không quá nặng nề là chúng ta sẽ đón nhận và chúng ta sẽ học cách để thích nghi. Và tôi nghĩ rằng là đối với những người làm quảng cáo, những người làm bán hàng, những người làm con ten hoặc là kiếm những cái uh, trở thành một cái gọi là người nổi tiếng KOL ở trên mạng ừ. thì họ sẽ tập thích nghi dần với điều đó rất nhanh chóng bởi vì uh, không phải là ngày hôm nay Facebook mới cập nhật và hàng tháng hàng quý họ đều có những cái cập nhật những cái tính năng nào đó và tính năng tốt thì nó sẽ được uh, áp dụng rất là nhanh yeah. còn tính năng không phù hợp thì nó sẽ không được sử dụng yeah. và chúng ta hãy đón nhận nó bằng cách là uh, chúng ta sẽ tạo ra những nội dung có giá trị thực sự cho người dùng chúng ta đem đến những cái sản phẩm những cái tri uh, thức tốt cho người dùng thì tự chúng ta cũng vẫn sẽ được theo dõi được yêu thích mặc dù không được đánh giá bằng cái 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 số lượng hiển thị. Và rồi thì những người như tôi hay như anh hay là những người mà có cái tài khoản tốt đúng không ạ? Họ sẽ lại có những cái phần mềm họ chia sẻ, họ sâu ra cái kết quả là đây này bài này của tôi có để hàng nghìn hàng vạn like nhưng mà ừ. chẳng qua là các bạn không nhìn thấy. Họ vâng. sẽ có những cái cách như vậy. Vậy thì với uh, uh, vậy thì cái liệu liệu trang anh Phan anh có nghĩ là uh, nếu Facebook tắt đi cái tính năng like thì họ sẽ phát sinh ra một cái tính năng gì mới à. để mà người dùng có thể trải nghiệm à. và khi mà họ họ giống kiểu họ test họ thử nghiệm à. một thời gian khi mà nó không ổn thì họ sẽ à. quay trở lại hay không liệu liệu rằng Facebook có phát triển ra một cái tính năng mới uh, song hành với việc là tắt à. đi cái tính năng thích đi không? À tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể à, bởi vì là với bất kỳ một cái công ty công nghệ nào hoặc là kể cả ở Việt Nam các công ty khác cũng như vậy họ luôn luôn có bộ phận R&D mình gọi là bộ phận nghiên cứu và phát triển họ luôn luôn phải đổi mới bởi vì nếu không đổi mới thì họ sẽ bị tụt hậu à, Bây giờ hiện, hiện nay thì Facebook là mạng xã hội mà lớn nhất hành tinh Với khoảng 2,6 tỷ người dùng Và họ đang nắm giữ cái vị trí số 1 Nhưng không đảm bảo rằng à, Có những cái mạng xã hội khác sau này nó sẽ ra đời Hoặc là những cái mạng xã hội hiện tại nó phát triển tốt lên Và nó có thể xoán ngôi vị trí Ví dụ như là cách đây khoảng 10 năm trước Yahoo là rất là nổi tiếng đúng không ạ Và chúng ta thấy rằng bây giờ không có ai sử dụng Yahoo cả Thế thì À, các cái phòng uh, bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới họ sẽ đưa ra những tính năng mới thậm chí tôi nghĩ rằng trong thời điểm này họ đã có những cái dự định rồi Đó. nhưng mà theo cái lộ trình phát triển sản phẩm thì có thể tháng này tôi sẽ ra tính năng này tháng này tôi sẽ ra tính năng kia đấy chẳng hạn như tôi lấy một cái ví dụ như làm cái tính năng uh, gọi là báo khủng bố hoặc là báo rằng là tôi đã an toàn sau mỗi một cái 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 sự kiện thiên tai động đất chẳng hạn hay là hỏa hoạn chẳng hạn thì khi thực tế người dùng người ta thấy cái vấn đề đấy và ngay lập tức là Facebook đã yêu cầu đội ngũ phát triển là phải tạo ra cái tính năng này và cái tính năng này rất là hay thí dụ như bạn ở trong một cái vùng động đất hay bạn ở trong một cái vùng mà bạn, bạn bấm nút rằng là tôi an toàn như vậy là bạn bè của các bạn sẽ nhìn thấy vâng. và đấy là một cái tính năng cảnh báo cho cộng đồng vô cùng tốt. Vâng, bên cạnh uh, ngoài cái vấn đề về lượt like là tôi rất thích tôi rất thích cái ý tưởng là họ sẽ đẩy mạnh vấn đề về comment họ sẽ show lên được những comment hoặc là top comment gì đấy để mà khi mà người khác ừ. nhìn vào thì đấy cũng là một cái phương thức để mà đánh giá và sẽ giúp cái người dùng và những người mà uh, đang sử dụng và đang tiếp cận với họ thì sẽ nhìn thấy được mà stay on site. Nó là như vậy. Uh, và tôi nghĩ là uh, câu chuyện của Facebook uh, khi mà khóa cái tính năng này thì nó cũng không phải là một câu chuyện đấy quá là khủng khiếp. Vậy. Và chắc chắn là họ sẽ tạo ra được những mũi gì rất là đột phá để vậy. mà chúng ta có thể trải nghiệm, để có thể uh, chia sẻ những cái giá trị uh, cụ thể với với Facebook à, vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn thạc sĩ Phan Anh chuyên gia về truyền thông đã đến với chương trình chào buổi tối ngày hôm nay với những chia sẻ rất là hữu ích liên quan đến câu chuyện của Facebook và xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình chào buổi tối à, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.